Ok, xin chào. Tính đến thời điểm hiện tại thì mình cũng làm YouTube, hay là đúng hơn là quay và review về mô hình cũng phải được 3 năm rồi, tầm trên 3 năm. Thì qua những video clip mình làm ấy thì mình luôn luôn muốn là cái chất lượng video clip của mình nó phải được tốt nhất, xịn sò nhất, cho nên là đã từng có những thời gian mình quyết định nâng cấp cái chất lượng phim, hay là chất lượng video, chất lượng ảnh của mình bằng cách là mua thêm những cái phụ kiện, ví dụ như là máy ảnh mới này. Rồi thì những cái hỗ trợ cho việc quay nó được ok hơn, ví dụ như chính cái con Pocket 3 mà mình đang cầm đây. Nhưng có một cái phụ kiện mà mình lăn tăn rất là lâu mà chưa xuống tiền được, đấy chính là đèn ánh sáng ấy. Tức là có những cái bộ đèn nó mình xem review ấy thì nó được quảng cáo là để đánh và phủ ánh sáng cho cái video của chúng ta sẽ được đẹp hơn. Tuy nhiên thì có một vấn đề, đấy là toàn bộ căn phòng của mình ở hiện tại này nó nhỏ, nó chỉ có một vài mét vuông thôi. Và anh em nếu mà xem những cái chiếc đèn đấy thì biết là mỗi lần mà setup lên ấy thì nó chắc nó phải chiếm đến 1/5 cái phòng của mình rồi. Và mình làm video thì nghiệp dư thôi, tự mò, tự xem YouTube, tự làm, không ai chỉ cả. Cho nên bây giờ nếu giả sử mua một cái bộ đèn vài triệu về mà setup lên không như ý mình thì nó dở hơi lắm. Cho nên đấy là cái nỗi khổ của mình mà mình muốn chia sẻ cho anh em một chút thôi. Nếu anh em nào có kinh nghiệm về quay chụp video và đèn đóm thì có thể comment chia sẻ giúp mình cái vụ này nhé. Vấn đề nó liên quan đến ánh sáng ngày hôm nay, cho nên mình muốn tận dụng. Bây giờ là khoảng 12 giờ, 1 giờ trưa và mình muốn tận dụng cái ánh sáng. Mình đang ở trong phòng, nhưng bây giờ mình sẽ muốn đi xuống sân, lại mình đang ở chung cư mà. Chúng ta sẽ ra ngoài trời quay một clip outdoor để xem ánh sáng nó như thế nào, nó có ảnh hưởng thực sự đến chất lượng clip hay không. Ok, anh em sẵn sàng chưa? Đi unbox nào. Rồi thì như anh em đã thấy thì ngay dưới khoảng sân của chỗ mình đang ở thì có một cái bộ bàn ghế để sẵn ở đây rất là tiện. Và cái bộ bàn ghế này thường là để cho các bác cao tuổi, các bác ấy ngồi chơi đây này. Các bác ấy ngồi chơi cờ tướng ở đây. Đó. Và hôm nay thì mình mang cái bộ mô hình này xuống đây này. Đầu tiên là con Zoro, DXF, Wano. Tiếp theo là cái chân máy mình mang xuống đây. Đó, chân máy đây. Thì lát nữa mình gấp con máy ảnh vào. Máy ảnh đây. Đó, thì lát mình sẽ setup một cái để chúng ta có thể ngồi ngoài trời này để review con mô hình này nhá. Anh em phải cảm thấy là bình hiện tại ngoài trời đang rất là nắng nhá, mà mình nhìn cái màn hình mình đang nhìn đây mà không nhìn thấy mình đang preview cái gì trên màn hình luôn ấy. Thì đây là con mô hình của chúng ta, nhưng mà cái camera ấy, lúc mình cầm xuống ấy thì chỉ mang mỗi camera và cái chân máy mà quên không mang theo cái ngàm để nối. Thành ra bây giờ không thể gắn cái máy ảnh lên cái chân máy được. Nhưng không sao, lát nữa mình sẽ để máy ảnh ở ngay ở bàn này thôi. Chúng ta sẽ làm shot bài vào mà cái shot trên máy ảnh thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ unbox luôn nhá. Lần đầu unbox outdoor nên là có nhiều cái nó hơi không lường trước được anh em ạ. Thì đây là mô hình Zoro này, mặc Yukata. Tức là đây là cái tạo hình của Zoro sau khi mà mặc sau khi mà chúng ta đánh xong trận Wano này, tất cả đã đại thắng rồi. Và đây là cái hình ảnh mà cả team Zoro hình ảnh mà cả team của Luffy bằng mũ rơm ấy mặc cái bộ quần áo để ăn mừng. Đó, bên trong đây rất là đơn giản, toàn bộ này unbox luôn. Nếu mà anh em biết được cái nhiệt độ ngoài trời lúc này thì này, mồ hôi chảy ròng ròng này. Nhiệt độ ngoài trời lúc này nó phải rơi vào khoảng 38 cho đến 40 độ C anh em ạ. Tại vì mình ngồi trong nhà thôi mà đã 30 mấy độ rồi. Như mọi lần thì chúng ta có một cái đế màu đen. Và chắc chắn là cái đế này nếu mà sau này mình có thể thay đổi được bằng một cái đế custom thì mình sẽ mua và thay đổi. Tiếp theo là một cái bộ ba thanh kiếm cứng dính chắc vào nhau luôn rồi. Cuối cùng là hai phần thân của Zoro. Và đây, chúng ta xem hai phần thân này nhá. Để xem nào. Ây da, cái mặt của Zoro được nha. Mặt Zoro được nha. Mặt này khá là ok, trông có vẻ kiểu hơi quỷ quyệt, hơi bị không biết có lấy nét được không anh em ạ. Để nếu mà không lấy nét được thì mình sẽ chèn vài b-roll của máy ảnh sau nhá.
Thì để anh em xem tạm. Còn đây là phần chân. Cái dép của Zoro nó sẽ găm luôn vào cái phần thừa của cái đế. Và bây giờ chúng ta có Zoro đứng được. Đây, đứng xuống bàn như này nhá. Ở phần sau lưng, cái chỗ thắt lưng của Zoro ấy, thì có một cái thiết kế nó giống như những cái con fix lần trước mà mình đã từng chê. Đó là cái vụ mở thắt lưng này ra, luồn thanh kiếm vào trong, sau đó đậy lại. Thì mình đã từng gặp một rắc rối về việc là có những cái con fix trước đây ấy, nó cũng thiết kế lắp kiếm kiểu này. Và sau khi để kiếm vào xong thì cái phần dây buộc vào nó bị chặt quá và không thể đắm được nắp nữa. Không biết là trường hợp này như nào. Mình lắp thử nhá, trông có vẻ hơi khó ở đây. Lắp kiểu gì đây? Kiểu gì mà vào được bây giờ? Chết rồi. Này, anh em nhìn này. Quảng quá này thì biết lắp như nào. Cũng khá là may mắn thì mình chỉ mất khoảng 30 giây để lắp cái đai này vào thôi. Và anh em phải cố lựa một chút cho cái đai này nó luồn qua cái tay áo bên dưới này, sau đó vòng ra sau này và ấn được vào đây vừa khít luôn. Thực sự rất là may mắn. Chắc là không sao đâu. Còn những có con fix DXF cũng là DXF nhá, ngày trước mình mua ấy, thì sau khi luồn qua đây này, nó không đủ dài để bấm được vào đây nữa, cho nên cái phần đai này nó bị tuột ra ngoài luôn. Nhưng như thế này là ok rồi này. 9 điểm. Rồi, sau khoảng 10-15 phút vật vã ở dưới sân thì mình đã quay trở lên nhà và bật ngay điều hòa rồi đây. Nó nóng thực sự luôn anh em ạ. Thì đấy, mình thấy được ngay là cái lợi khi mà mình xuống một cái khoảng không bên ngoài trời để có thể quay được mô hình, quay được review sản phẩm. Đấy là chúng ta không cần phải setup nhiều về ánh sáng khi so với khi ở trong nhà như thời điểm hiện tại nhé. Thời điểm hiện tại nếu mà quay trong nhà thì đấy, mình có mỗi một cái cửa sổ bé tí ở góc ngay trước mặt kia thôi mà. Muốn quay làm sao để cho sáng, cho rõ, cho nét là một điều rất là khó khăn. Nhưng mà khi mà quay ngoài trời thì chúng ta phải chịu một là nắng, nóng. Và thêm một cái nữa là thiết bị quay. Tức là vừa nãy mình chỉ quay khoảng 10 phút thôi, nhưng mà cái máy quay này này, lúc mà nó hứng cái nắng của giữa trưa ấy, xong mình cầm lại trên tay ấy, nó nóng bỏng tay luôn. Có thể rất là hại cho thiết bị nhá. Đây, con mô hình đây. Lúc nãy thì vội quá nên chưa kịp quay và cũng muốn quay so sánh, nhưng mà làm lấy đâu ra con khác để mà so sánh. Thì bây giờ lên nhà rồi, lấy con khác so sánh tiếp nhé. Ok, thì ở đây mình có ở đây con cái mẫu mà lỗi mà lúc nãy mình nói đến ấy. Tức là đây là cái con đầu tiên là bị lỗi cái đai lưng như này anh em này. Đó, anh em thấy không? Khi luồn cái kiếm vào đây thì khoảng cách nó bị làm sao đó, cho nên là cái dây lưng này này nó còn cách khoảng khá xa để đến được cái nút ở đây ấy. Là đây là một cái con mình có thể gọi là một cái mẫu lỗi của mình. Và mặc dù lỗi như vậy nhưng mà mình trưng nó kiểu như thế này, nên là trông nó cũng không bị lộ quá lắm. Đó, thì anh em có thể thấy là một con mới năm 2024 so với một con từ con này chắc phải từ 2022 rồi. Thì về chiều cao mình nghĩ là nó cũng ngang ngang nhau thôi. Thì con này đứng dạng chân này và đi giày bình thường, và con này đứng thẳng và đi một cái đôi guốc, nó búp độ cao lên một tí, chứ còn mình nghĩ là chiều cao tổng thể thì hai con sẽ như nhau hết mà thôi. Đó. Về cái đống đế đen này thì gần đây mình đang làm những cái clip để đổi những cái chiếc đế này thành những cái chiếc đế Mika trong suốt và nhỏ hơn, nhằm tiết kiệm diện tích và giúp chúng nó đứng cạnh nhau gần như này hơn này, để khi mình bày một cái loạt những con mô hình DXF mà đứng cùng size với nhau, đứng gần nhau ấy, trông nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Anh em nhớ theo dõi nhé. Và nếu anh em nào chưa theo dõi những clip đấy thì mình đã lên khoảng 2 chiếc clip về thay đế rồi, anh em có thể xem lại ở phần mô tả hoặc là trong những clip video của mình đã từng up lên nhé. Còn bây giờ thì đây, mình sẽ để sang bên này. Chúng ta soi kỹ hơn những cái nét của Zoro mà lúc nãy ở ngoài sân mình chưa thể soi kỹ được. Và bây giờ là dưới góc quay của một cái chiếc máy ảnh nhá, thì nó sẽ chi tiết hơn.
Về bộ quần áo mình không thấy nó có một cái vấn đề gì cả. Chất liệu hay là màu sắc hay là họa tiết thì đều là ok hết. Tông chủ đạo màu là màu xanh của Zoro mà. Còn Luffy thì mình nhớ là màu trắng, còn Sanji thì mình nhớ là mặc cái bộ màu xanh nước biển ấy phải. Chắc chắn là DXF sẽ ra cả cái team Luffy mặc cái bộ Yukata này mà thôi anh em ạ. Cái mà mình thích ấy, đấy chính là cái gương mặt của Zoro. Không lấy nét được không? Đây, gương mặt của Zoro trông rất là hay, trông rất là lém luôn, trông hơi kiểu ác ác ấy. Còn lại thì đúng là sau những cái trận chiến thì cái bộ quần áo này không có gì để bàn rồi. Đấy là may là nhà sản xuất họ vẫn còn cho chúng ta những cái thanh kiếm ấy. Chứ còn bình thường thì mình mặc bộ này mình không nghĩ là cần phải đeo kiếm đâu. Thực sự luôn. Và cái góc mà mình thấy là đẹp nhất để cho Zoro có thể bày được thì mình thấy là góc nghiêng như thế này. Sẽ là góc đẹp nhất anh em nhé. Đây, sẵn tiện mình để thêm một ít Zoro nữa. Cũng DXF để anh em cùng so sánh có một vài cái nhìn nó tổng quan nhất nhé. Đó. Thì bên trái của mình là DXF Wano rồi, không nói làm gì này. Còn bên phải này của mình là cũng là một dòng DXF đúng không nhỉ? Con này khá là cổ rồi, mình mua cũng khá là lâu rồi, mua từ tận bên Nhật đấy. Và đây là một cái dòng nó tên là Jean Freak. Tức là toàn bộ thành viên của băng Ngũ Rơm sẽ không mặc những cái bộ quần áo ở trong phim nữa, mà sẽ mặc những bộ quần áo đời thường luôn. Bộ này cũng rất là hay ho cho dân sưu tập anh em nhé. Đó, trông rất là hay luôn. Mà mình có hai phiên bản Zoro này cơ, một bản là bộ màu tối màu mà một bản là bộ sáng màu. Và mình thích cái bản tối màu này hơn, đi dép dép lê giống Zoro, à giống Luffy này. Đó, em thấy không, bộ này hay cực luôn. Đó thôi, ok. Vậy thì hôm nay mình đã unbox được một con Zoro mới nguyên, cùng với một cái trải nghiệm unbox không thể nào tuyệt vời hơn. Đó là khi mà unbox ngoài trời giữa trời nắng thì chúng ta sẽ được lợi về một số thứ. Ví dụ như hình ảnh, ánh sáng gì đấy đỡ mất công, nhưng mà cũng thực ra thì cũng tùy thuộc thôi, tùy thuộc vào anh em thích cái như thế nào hơn. Chứ nếu mà ra ngoài trời ấy, thì chúng ta sẽ gặp phải những cái bất lợi, ví dụ như là tiếng ồn này, ví dụ như là đám đông này, mà mình là một trong những người không thích đám đông, mà cũng khá là ngại đám đông. Đó. Thứ hai nữa là mang vác đồ đạc này đấy, nên là tốt nhất là anh em có điều kiện thì nên có một cái studio đủ rộng, đủ tất cả các thiết bị mà anh em có thể làm được ngay ở nhà, ngay tại bàn làm việc của anh em là tốt nhất, và đó chính là cái mà mình đang muốn hướng tới mà chưa có điều kiện anh em ạ. Cho nên anh em vui lòng hãy giúp mình bằng cách like, share video này đến nhiều người hơn và ấn đăng ký kênh nhá. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.